Cô chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ôn tập giữa học kỳ 1 môn khoa học tự nhiên lớp 6. Nội dung ôn tập, ta nhắc lại các kiến thức trong phần mở đầu, chủ đề 1, 2, 3, 4. Và từ các kiến thức đó, ta vận dụng giải bài tập. Phần mở đầu nhắc đến khoa học tự nhiên nghiên cứu về các vấn đề gì, vai trò của khoa học tự nhiên và các lĩnh vực của khoa học tự nhiên. Quy định an toàn trong phòng thực hành. Giới thiệu lại các ký hiệu cảnh báo trong phòng thực hành. Một số biển cấm và biển cảnh báo trong phòng thực hành. Các quy định an toàn trong phòng thực hành. Để quan sát rõ hơn các vật thể nhỏ mà mắt thường khó quan sát, thì ta sẽ sử dụng kính lúp. Kính lúp có cấu tạo, cách sử dụng và bảo quản như thế nào, và các vận dụng cụ thể của kính lúp ra sao, các em nhớ lại qua các hình ảnh. Kính hiển vi là thiết bị được sử dụng để quan sát các vật thể có kích thước nhỏ bé mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Cấu tạo của kính hiển vi như hình vẽ mô tả. Kính hiển vi quang học cần được sử dụng và bảo quản đúng cách. Khi cần quan sát các vật thể như côn trùng, con giun đất, các tép bưởi, ta sẽ sử dụng kính lúp. Còn khi cần quan sát tế bào động thực vật hay các vi khuẩn, các em sử dụng kính hiển vi quang học. Tiếp theo, chủ đề 1 là các thước đo. Khi ta đo các đại lượng như là chiều dài, khối lượng, thời gian, nhiệt độ, ta sẽ sử dụng các dụng cụ đo cho phù hợp. Các bước đo như sau. Đầu tiên, ước lượng đại lượng cần đo, chọn dụng cụ đo, hiệu chỉnh dụng cụ đo, thực hiện phép đo, và cuối cùng đọc và ghi kết quả đo. Đơn vị đo chiều dài đó là mét, khối lượng là kg, thời gian là giây và nhiệt độ là độ C, với các dụng cụ đo tương ứng. Nhìn vào cây thước thẳng này, em hãy xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của cây thước. Giới hạn đo là con số lớn nhất được ghi trên dụng cụ đo. Độ chia nhỏ nhất là khoảng cách giữa hai vạch chia liên tiếp trên dụng cụ đo. Cách xác định như sau. Giới hạn đo là 18 cm, còn độ chia nhỏ nhất, các em sẽ lấy số lớn trừ số nhỏ và chia cho tổng số đoạn nhỏ giữa hai con số này, và kết quả là ra 0,25. Ta kết luận độ chia nhỏ nhất là 0,25 cm. Chúng ta tóm tắt chủ đề 2 bằng sơ đồ hình vẽ sau. Trong đó, các khái niệm trong sơ đồ là các em phải nắm rõ. Cô hướng dẫn cách đọc sơ đồ. Chất rất đa dạng. Ta có 3 thể cơ bản của chất, đó là rắn, lỏng, khí. Các quá trình chuyển thể của chất như là nóng chảy, bay hơi, ngưng tụ, đông đặc. Mỗi chất có những tính chất nhất định, thể hiện ở tính chất vật lý và tính chất hóa học. Từ chất có thể tạo nên mọi vật thể. Đó là các vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo. Các vật không sống là những vật không có đặc trưng sống, ta gọi là vật vô sinh. Và những vật có đặc trưng sống, ta gọi là vật hữu sinh. Ta nhắc lại tính chất vật lý của chất như là thể rắn lỏng khí, màu, mùi vị, hình dạng, kích thước, khối lượng riêng, tính tan trong nước hoặc trong chất lỏng khác, tính nóng chảy, sôi ở một số chất, tính dẫn điện, dẫn nhiệt. Còn tính chất hóa học, đó là khả năng bị phân hủy và bị đốt cháy. Nhìn vào sơ đồ sự chuyển thể của chất, các em nhắc lại sự nóng chảy, sự bay hơi, sự ngưng tụ và sự đông đặc. Ngoài ra còn phải nhớ lại khái niệm sự sôi. Chất tạo nên vật thể tự nhiên
và vật thể nhân tạo. Ta cũng có thể phân loại vật sống và vật không sống. Nội dung tiếp theo là các em phải phân biệt được vật sống và vật không sống. Vật sống sẽ có các biểu hiện sống như trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng và sinh sản. Còn vật không sống thì sẽ không có các biểu hiện sống như trên. Nội dung cuối cùng trong chủ đề này là ta nhắc lại đặc điểm cơ bản của ba thể rắn lỏng khí về sự liên kết, về hình dạng và về khả năng bị nén. Trong chủ đề 3, Oxygen và không khí, thì trong sơ đồ đã thể hiện rõ các nội dung trong chủ đề rồi, như là tính chất vật lý của oxygen, vai trò của oxygen, thành phần không khí, tầm quan trọng của không khí. Vấn đề ô nhiễm môi trường và cách bảo vệ môi trường không khí thì cô sẽ nói rõ hơn trong các hình ảnh tiếp theo. Biểu hiện của không khí ô nhiễm như là có mùi khó chịu, giảm tầm nhìn, gây nhiều bệnh nguy hiểm. Có một số hiện tượng thời tiết cực đoan như gây ra mưa axit, băng tan khiến cho mực nước biển dâng lên và suy giảm tầng ozone. Nguồn gây ô nhiễm có thể là do con người hoặc tự nhiên như là việc núi lửa phun trào, cháy rừng, bão bụi, hoạt động giao thông hoặc là đốt cháy rơm rạ. Các hoạt động này sẽ tạo ra các khí độc, làm thay đổi thành phần của không khí và gây nguy hại cho con người và môi trường. Để bảo vệ môi trường không khí, có rất là nhiều cách. Ví dụ chúng ta sẽ tìm nguồn năng lượng sạch, thay thế như nguồn năng lượng gió, mặt trời, sóng biển hoặc là nguồn năng lượng từ sinh khối. Các em sẽ trồng cây xanh, sử dụng phương tiện công cộng và không xả rác bừa bãi. Xây dựng hệ thống xử lý khí thải, phân loại rác tại nguồn. Chủ đề 4, em phải phân biệt được vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực thực phẩm, tính chất và ứng dụng của chúng. Giới thiệu lại một số vật liệu, kim loại, nhựa, gỗ, cao su, gốm, thủy tinh, nguyên liệu như quặng, đá vôi, nhiên liệu, than, xăng dầu, khí gas và các lương thực thực phẩm chứa các chất như carbohydrate, protein, lipid, chất khoáng và vitamin. Từ tính chất của các nguyên vật liệu đó mà chúng ta sẽ biết cách sử dụng an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và bảo quản đúng cách. Việc sử dụng nguyên vật liệu cần theo nguyên tắc của mô hình 3R: Reduce, Recycle, Reuse, tiết giảm, tái sử dụng và tái chế. Cô vừa giới thiệu lại một số kiến thức cần nhớ trong các chủ đề trước. Ta hãy vận dụng các kiến thức đó và giải các bài tập. Hoạt động nào sau đây của con người là hoạt động nghiên cứu khoa học? Ta sẽ chọn đáp án B. Nghiên cứu vaccine phòng chống virus corona trong phòng thí nghiệm. Các hoạt động khác được gọi là hoạt động sản xuất. Lĩnh vực chuyên nghiên cứu về thực vật thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên? Thì ta nhớ lại, thực vật sẽ thuộc lĩnh vực sinh học. Trong các nhóm sau đây, nhóm nào gồm toàn là vật sống? Ta nhớ lại đặc điểm của vật sống. Từ đó ta chọn đáp án A. Biển báo hình bên cho chúng ta biết điều gì? Biển báo này cảnh báo về chất ăn mòn. Việc làm nào sau đây được cho là không an toàn trong phòng thực hành? Việc làm tự ý làm các thí nghiệm là không an toàn trong phòng thực hành. Công việc nào dưới đây không phù hợp với việc sử dụng kính lúp? Đó là quan sát một vật ở xa. Để đo thời gian người ta sẽ dùng, chúng ta sẽ sử dụng đồng hồ. Khi đo độ dài của một vật, người ta sẽ chọn thước đo theo tiêu chí nào?
Chúng ta cần chú ý chọn thước đo có giới hạn đo lớn hơn chiều dài cần đo và có độ chia nhỏ nhất thích hợp. Thế nào là sự nóng chảy? Sự nóng chảy đó là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, được gọi là sự nóng chảy. Hãy phân biệt vật thể và chất của câu sau. Dây điện được làm bằng đồng, vỏ cách điện làm bằng cao su. Ở đây các em sẽ chọn đáp án A. Chất là cao su và đồng, vật thể là dây điện và vỏ cách điện. Quá trình nào sau đây thể hiện với chất vật lý? Ở đây ta sẽ chọn đáp án D. Sắt bị nam châm hút. Các quá trình A, B, C đều có sinh ra chất mới thì không phải là thể hiện tính chất vật lý mà thể hiện tính chất hóa học. Chất khí nào có phần trăm thể tích lớn nhất trong thành phần không khí? Câu này học bài ha, đó là nitrogen. Hoạt động nào sau đây gây ra ô nhiễm không khí? Đó là hoạt động đốt rừng làm rẫy. Phát biểu nào sau đây là đúng? Khí oxygen không tan trong nước. Câu này sai. Oxygen tan ít trong nước. Khí oxygen sinh ra trong quá trình hô hấp của cây xanh. Câu này sai luôn. Quá trình hô hấp của cây xanh sẽ thải ra khí carbon dioxide. Câu D. Cần cung cấp oxygen để dập tắt đám cháy. Câu này sai. Vì muốn dập tắt đám cháy, các em phải cách ly chất cháy với oxygen. Đáp án đúng ở đây là câu C. Ở điều kiện thường, oxygen là chất khí không màu, không mùi, không vị. Cho cây nến đang cháy vào một lọ thủy tinh rồi đậy nút kín. Hiện tượng xảy ra tiếp theo là... Đáp án đúng là cây nến cháy một lúc rồi tắt dần do không đủ oxygen để duy trì sự cháy. Nguồn gây ô nhiễm không khí nào do tự nhiên gây ra? Đó là động núi lửa phun trào. Mô hình 3R có nghĩa là gì? 3R, reduce, recycle, reuse, có nghĩa là sử dụng vật liệu với mục tiêu giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng. Đáp án D. Thủy tinh được chế tạo từ nguồn nguyên liệu chính nào dưới đây? Các em biết là thủy tinh sẽ được chế tạo từ cát. Tính chất đặc trưng của nhiên liệu là, đó chính là khả năng cháy và tỏa nhiệt, đáp án A. Cây trồng nào sau đây không được xem là cây lương thực? Đáp án ở đây là cây mía. Cô vừa giới thiệu một số câu hỏi minh họa. Nhiệm vụ của em là về coi lại tất cả các bài giảng và bài ôn tập vừa rồi, chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ. Tuần 10 mình sẽ tiến hành kiểm tra giữa học kỳ hình thức trắc nghiệm với 40 câu hỏi trong vòng 60 phút.